Bây giờ mình cứ nhìn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hàng ngày chúng ta sống, và bao nhiêu lần trong một ngày chúng ta thật sự có mặt cho cái công việc mà chúng ta làm. I like it. I love you. Chính vì vậy đó mà cái chữ thực tập nó đang rất cần với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Cái lý thuyết mà chúng ta học một phần thôi, nhưng mà phải chúng ta phải biến cái lý thuyết nó trở thành ra cái điều thực tập. Mà chính cái đó là cái mục đích của Đạo Phật. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, và tu là thực hành. Cho nên đối với cái người gọi là hữu sư trí, tức là trí tuệ có thầy dạy dỗ đó, thì trí tuệ đó phải được thực hiện bằng 3 bước: văn, tư, tu. Tiếng Anh dịch là learning, reflecting and practice. Văn là mình nghe, mình học. Tư là mình suy nghĩ. Tu là mình thực hiện. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần ngồi lấy một cái kiến để quán chiếu. Mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa. Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng đó. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi. Về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá, tôi ngủ một lát tôi ăn sao. Rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền. Rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi coi có ai khen chê gì không. Có ai thả tim không? Có ai dục bông không? Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái này, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thật nữa là đã về, đã tới. Tới ở đâu? Tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây.
Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông ba câu hỏi: người nào là người quan trọng nhất, việc gì là việc quan trọng nhất, và giờ nào là giờ quan trọng nhất. Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó, thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều, và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất, việc gì là người quan trọng nhất, là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó, thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất, cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thế nên trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa: sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có vị trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó, đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh vân vân. Cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại, tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật, thực tập chánh niệm, nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt, thí dụ như mình ấy, trời ơi làm biếng ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó: trời làm biếng ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình, cái mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy.
Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ. Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được. Hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Chứ ở trong chùa cũng vậy, Pháp Hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào Pháp Hòa về thì phần lớn Pháp Hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương lắm. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người bốn mươi mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình. Thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết trân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane, thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ, để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa. Nó cứ lắc đầu, nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy. Vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều du sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt.
Cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được. Và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent. Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi. Có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi cái thì mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngưng, đâu có ăn nữa. Hãy đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì, nó đường nó quân bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng là mình không khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên, mẻ đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thật ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình như mình ăn đường mà nó quân bình vậy. Hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta. Từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn, ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền,
tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh nghiện. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiện của mình. Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có, cái này sanh vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu, mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có, cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vì cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được. Đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình. Cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Chờ thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng á, có một cái đoạn á, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó, mà ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó.
Có đôi lúc á, ăn năn hối hận dữ lắm. Rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à. Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi ngày Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. Nhọc lòng ngày Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên ngày Địa Tạng là tâm, ngày Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Trời, hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen Địa Tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là minh châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tính trượng là tâm vững chắc, minh châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích á, cũng thăm á. Có nhiều khi ngài thăm địa ngục 2-3 trận. Thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn. Chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Tới người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên là lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trên được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trên không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được cái tự sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt chứ. Ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thì cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác.
Nhưng mà thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn là tâm họ bình lặng, vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời, bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình, mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói, chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó chị giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn chúng ta có. Niết Bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là Niết Bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có, nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%, toàn là Niết Bàn bạc tham. Không có nước Niết Bàn phun tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, ngài vẫn sống như chúng ta, ngài vẫn đi khất thực như chúng ta, ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè, nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bát, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bát là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như con ông hút mật, chỉ hút mật của ông mà không làm hại hoa, tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá,
mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện. Một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta, mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền. Làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường người ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này, sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ Hạ Nguyên, tụng kinh cầu nguyện,
Thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm à. Còn nếu theo cái lý bình thường là anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi. Anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiên gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa. Cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa. Hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu. Mà thậm chí có tiền của cho nó, chắc gì nó giữ đủ. Mà thậm chí nó còn nói nhiều đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng, những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi cái mái gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục đi. Khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi.
Mà nếu chúng ta có được cơ hội mỗi người một góc để yên tịnh một thời gian để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tịnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm mình, tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Ở trong Phật giáo, khi mà nói đến một trong những pháp tu hay là những giáo lý thì ai cũng biết hai danh từ sám hối hết. Sám hối là cái từ ráp giữa tiếng Hoa và tiếng Phạn. Nguyên cái chữ sám là tiếng Phạn, chữ hối là tiếng Trung Quốc. Chữ sám hối là ráp lại giữa chữ Phạn và chữ Trung Quốc. Bởi vì cái chữ sám hối là mình nói tắt từ chữ Phạn là Samma. Samma có nghĩa là mình ăn năn hối cải, mình ăn năn những cái lỗi mà mình đã làm. Và vì vậy cho nên mình thêm chữ hối nữa, nghĩa là mình nguyện ngăn chừa những lỗi về sau. Cho nên cái ý nghĩa sám hối trong Phật giáo á, nó không có nghĩa là mình chỉ lại Phật, hay là mình bày tỏ cái sự ăn năn của mình mà đủ. Hồi tối này Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em, thì Pháp Hòa có nói một cái ví dụ. Pháp Hòa nói thí dụ bây giờ mình thấy cái bao rác nó để ngay cái cửa, mình đi ngang mình thấy ô, cái này là bao rác mà đâu phải để đây. Rồi thì nói xong cái mình bỏ mình đi. Thì như vậy thì mình trong cuộc sống này mà ai cũng sống cái kiểu như vậy hết á. Thì không có cái gì nó có thể nó đi tới, mà có thể nó dọn, nó có thể nó đi hay hơn. Mình biết đây là bao rác, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Mình nói xong rồi, what's next? Kế tết là gì? Kế tiếp là gì? Đâu phải chỉ biết bao rác rồi để yên đó. Hay là thậm chí mình thốt một câu nữa là chỗ này đâu phải chỗ để rác, nhưng mà rồi mình cũng đi luôn. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta, cái quan trọng là chúng ta nhận ra rồi cái đó là rác rồi, và cái chỗ này không phải chỗ để rác rồi, chúng ta làm gì? Cái đó là cái mà có thể làm cho cuộc sống nó đỡ hơn. Trời ơi, sao lúc này tôi nóng tánh quá. Chỉ tuyên bố vậy thôi mà không biết làm gì hơn để cho mình đỡ hơn. Sao lúc này tôi tu mà tôi giải đãi quá. Nói vậy xong rồi cứ tiếp tục để cho nó giải đãi, cứ tuyên bố thôi. Đó là mình nhận diện. Thì chánh niệm là vậy. Chánh niệm là giúp cho mình nhận diện ra mình đang giải đãi. Nhưng mà rồi cái chánh niệm nó chỉ dẫn mình thêm là mình làm gì để giúp cho cái giải đãi của mình nó chuyển hóa. Vì vậy cho nên sám hối là vậy đó. Tức là khi chúng ta nhận diện cái này tôi có cái lỗi, nhưng mà rồi chúng ta làm gì để cho cái lỗi đó nó được chuyển hóa. Vậy thì sám hối không phải là một cái nghi lễ để chúng ta tụng niệm, mà sám hối là một phương pháp tu, hay nói cách khác là sám hối là một cái điều tích cực mà chúng ta cần làm trong cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện thành một nghi lễ để chi? Để chúng ta trang nghiêm nhận diện và trang nghiêm phát nguyện. Cũng giống như mình nghiêm túc trong cuộc sống. Có những chuyện mình nói chơi, nhưng mà có những chuyện mình phải nghiêm túc mình nói để người ta hiểu rằng điều này là một sự quan trọng. Thì sám hối là vậy. Thí dụ như mình gặp người đó,
bữa hôm tôi lỡ tôi làm nó xin lỗi nha. Cái chuyện đó những cái chuyện nhỏ, nhưng mà nếu cái chuyện gì nghiêm túc hơn thì mình phải gặp người đó để mình nghiêm túc mình nói cái lời xin lỗi. Nói như vậy thì nó sẽ nhớ dai, nhớ kỹ, và mình làm cho người đó nhận diện ra rằng mình có thiện tâm, thiện chí, mình phục thiện. Thì sám hối cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta tạo thành một nghi thức là để chúng ta trang nghiêm nhận diện đó là lỗi của con, và con cũng nghiêm túc, con cũng trang nghiêm thành khẩn và nói lên cái sự muốn thay đổi của mình. Cho nên cái chữ sám hối của nhà Phật và cách thức sám hối của nhà Phật nó khác lắm. Không phải là mình đến xin Phật hãy tha thứ cho con biết lỗi rồi, Phật hãy tha thứ cho con, như vậy là đủ. Mà mình nói như vậy là một cái hình thức là mình hướng tâm, mình đưa cái lỗi này mình xin Phật chứng minh rồi đó. Rồi bây giờ con phát nguyện con thay đổi. Cho nên quý vị tụng sám hối là quý vị sẽ thấy rõ lắm. Thí dụ cái bài này nè: đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, hôm qua đó mình tụng đó: Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc. Mình nói ra những cái sai này. Rồi bây giờ mình tiếp tục làm gì? Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Anh sám hối rồi, bây giờ anh làm gì đây? Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Và nếu mà quý vị để ý, quý vị tụng sám hối, quý vị sẽ thấy đều đem cái ý đó lắm. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Nói xong rồi: vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Thì sám hối là vậy, mình nghiêm túc nhận thấy những cái lỗi của mình, và sau đó mình nghiêm túc thành khẩn đưa cái ước nguyện của mình lên. Mình tu á, làm thật sự bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại một câu thôi. Bây giờ mình tu là mình lý do là mình tu trước hết là mình muốn có sự, cái tâm ý của mình rất là thánh thiện. Thật sự rồi mình có quyền tuyên bố không tu. Mình có quyền nói là tôi đâu có thích tu, tôi đâu có thích đi chùa. Nè, mấy ngày lễ này nè, mình có quyền mình ở nhà mình đi chơi, mình vui vẻ chứ. Mắc gì mình bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí tốn tiền vé máy bay để đi vô trong chùa ngồi tụng kinh nghe pháp, hay là chịu những cái lạnh, những cái cực nhọc. Thì bây giờ những cái gì nó xảy ra trong cái thời gian mình tu thì mình thấy cái chuyện này nó rất là bình thường. Tại vì cái ý mình vô đây, mình đi vô trong đạo tràng mình để mình tu. Còn những cái chuyện mà phiền não với nhau, khiều quẹt với nhau, thế này thế kia, mà cứ ôm ấp, cứ để nó nặng nề, thì rõ ràng mình đã quá phí uổng cho cái đời tu của mình. Vừa rồi Pháp Hòa có nói với một vị, Pháp Hòa mới nói: nếu mà mình mà không có khéo á, mình không khéo á, mình càng tu mình tự làm khổ lấy mình. Tại vì mình cứ ôm, ai làm cái gì mình cũng ôm trong lòng. Mà nếu như người đó làm sai với mình mà mình càng khiêm cung, càng lễ độ, càng nhẹ nhàng với người đó, như vậy mới mình mới thật sự là người tu. Tại vì cái này là cái mình yêu cái chí hướng, mình muốn đi con đường chuyển hóa mà. Ở Việt Nam á, phố Hàng Thang ở Hà Nội có một ngôi chùa tên là chùa Hồng Phúc. Chùa này có cái tên nữa là chùa Hòa Nhai ở phố Hàng Thang Hà Nội. Thì trong ngôi chùa này có một bức tượng rất đặc biệt. Có thể nói rằng trên thế giới này chỉ có ngôi chùa đó tại đất nước Việt Nam có một bức tượng mà không có bức tượng thứ hai.
Đó là tượng của một ông vua quỳ xuống khom lưng, và có tượng Phật ngồi trên lưng của vua. Tượng Phật đó, cái bức tượng đó chính là vua Lê Hy Tông. Vua Lê Hy Tông sinh 1675. Khi mà ông lên làm vua đó, thì ông nghĩ rằng Phật giáo không có làm lợi ích gì cho xã hội con người hết. Cho nên ông mới đuổi các sư, một là lên rừng, hai là ra đời. Chùa chiền hoang phế, Phật giáo đi vào một cái thời gian khủng hoảng bởi vì chính sách của vua Lê Hy Tông. Thì lúc đó có một vị hòa thượng, hiệu của ngài là Tông Diễn, pháp danh là Tông Diễn, hiệu là Chơn Dung. Hòa thượng là đời thứ 37 của thiền phái Tào Động ngoài Bắc. Hòa thượng Tông Diễn á, thiền sư Tông Diễn, tất cả Phật tử Việt Nam mình sẽ biết ngài khi Pháp Hòa kể về cuộc đời của ngài. Ngài có một cái biệt hiệu là Hòa thượng Cua. Có ai biết Hòa thượng Cua không? Vì ngày xưa đó, lúc mà ngài còn nhỏ đó, một hôm mẹ ngài đi mua một cái rổ cua về và dặn ngài ở nhà đó chuẩn bị giã cua để bà về bà nấu canh rau với cua giã quết ra. Thì ngài nghe lời mẹ, lúc đó ngài mới 12 tuổi thôi. Khi mà ngài nhìn thấy cái rổ cua mà con cua nó bò rồi cái bọt á, cái bọt cua nó ra, thì ngài cảm thấy giống như nó đang khóc. Ngài thương quá đi, ngài mới đem cái rổ cua đó ngài thả xuống sông hết. Thì khi mà đi về nhà thì hai mẹ con ngồi ăn cơm, thì hỏi sao con không có giả cua cho mẹ. Thì ngài mới kể cái câu chuyện là ngài thương con cua như vậy. Bà nghe xong bà giận quá, sẵn đang trên mâm cơm bà đánh ngài. Và khi mà hốt hoảng như vậy, ngài co chân ngài chạy và không dám trở về nhà nữa. Và nhờ cái duyên như vậy cho nên ngài chạy thẳng vô chùa ngài đi tu. Mẹ vì giận quá đánh con, mất luôn đứa con. Bà cũng phần hối hận, và giờ con mình ai chăm sóc. Cho nên bà trở về quê, bà mới mở một cái quán bán nước. Chắc có lẽ mở Tim Hortons hay là Starbucks gì đó. Sucking cup. Thế thì khi mà mở cái quán nước như vậy rồi đó, thì một hôm á, ngài tu lớn lên rồi, ngài trở thành một vị hòa thượng, một trụ trì một ngôi chùa. Thì ngài mới trở về quê á, đi ngang cái quán nước, ngài mới ghé vô ngài uống nước. Thì trong khi mà ngồi uống nước nói chuyện như vậy đó, ngài nhận ra bà già bán nước này chính là mẹ của mình. Và cho nên ngài mới ngỏ lời, ngài nói bây giờ bà độc thân có một mình, bị bà tâm sự đó, thôi bây giờ để tôi rước bà về chùa bà ở. Ngài nghe ngài, bà nói thôi không được đâu, già cả rồi vô chùa không làm công quả gì hết mà bắt người ta hầu tội chết. Thì ngài mới nói dạ không, đó là cái phước của mọi người. Nhưng mà ngài cũng đi về, ngài họp chúng để ngài hỏi ý, thì đại chúng đồng ý để rước bà về hết. Khi mà rước bà về á, hàng ngày ông qua ông chăm sóc, thậm chí lúc bà bệnh á, ông cũng tới nấu thuốc vân vân. Thì khi mà bà già lúc đó bệnh gần mất, thì hòa thượng có việc phải đi, và ngài biết rằng có thể trong khi ngài đi là bà sẽ mất. Và ngài dặn nếu khi mà tôi đi vắng bà cụ có mất, các thầy khoan hả liệm chờ tôi về. Thì trong khi mà ngài đi vắng, đúng y như lời ngài đoán, thì ở nhà bà mất đi. Thì khi hòa thượng trở về đó, hòa thượng đứng trước quan tài, hòa thượng lễ ba lễ xong rồi, thì hòa thượng mới tuyên bố với chúng rằng bà cụ này chính là thân mẫu của tôi. Và lý do tôi không cho đại chúng biết là vì tôi không muốn đại chúng nghĩ rằng bà cụ đây là mẹ của thầy trụ trì. Thì mình phải chăm sóc dồn dã. Một là có thể vì mình muốn làm vui lòng thầy,
Hai là có thể vì mình không thích mà mình phải làm. Nói chung là có nhiều cái nguyên do. Cho nên tôi muốn để cho nó công bằng. Đây chỉ là một bà già nghèo ở bên đường, nhưng mà thật sự bà đây là mẹ ruột của tôi. Và từ đó ngài Tông Diễn nổi tiếng với biệt hiệu là Tổ Cua. Ngoài Bắc gọi là Tổ Cua. Ở ngoài Bắc có một cái lễ là tất cả những vị hòa thượng tôn đức mà ở ngôi chùa đó lâu năm thì người ta thường gọi vị đó là tổ của ngôi chùa đó. Thí dụ như là tổ Đồng Đắc, tổ Hòe Nhai, tổ gì ở chùa đó, thì cái chùa đó hòa thượng này được có biệt hiệu là Tổ Cua. Thì ngài Tông Diễn á chính là Tổ Cua. Và ngài là nối pháp của dòng thiền Tào Động ngoài Bắc đời thứ 37. Thì khi mà biết được vua Lê Hy Tông đã làm cái việc đó và không muốn vua tiếp tục phạm lỗi để hủy hoại đi một nền đạo pháp lâu đời ở nước Việt, cho nên hòa thượng tuyên hòa thượng giả là một cái người dân, đem dâng cho vua một cái viên ngọc. Cái này sau này người ta thường gọi là dân ngọc khai hóa, tức là dân một viên ngọc để nhân cơ hội này khai hóa cho nhà vua. Và quý vị biết rằng cái gói quà mà hòa thượng tặng cho vua đó, mà giả là một cái người thường dân, là dâng cho vua một viên ngọc, nhưng mà thật sự ra ở trong cái hộp đó không có viên ngọc gì hết, mà là một cái tờ sớ. Ngày xưa ai muốn trình cái gì với vua là phải viết sớ. Cho nên bây giờ trong Phật giáo mà mình dâng sớ cho Phật đó, là mình bắt chước ngày xưa người quan niệm là muốn nói chuyện với vua phải dâng sớ, mình muốn tâu rỗi với Phật là phải dâng sớ. Cho nên cái chữ dâng sớ đó nó chưa đúng thuần túy của Phật giáo. Phật giáo không có dâng sớ. Mình nói dâng sớ là mình nói theo ngày xưa Trung Quốc họ dùng, và bây giờ mình nói là mỗi lần cúng gì có cái tờ sớ để mình tấu. Nhưng mà thật sự ra thì chính thống đạo Phật không có cái chuyện dân sớ. Mình làm nhưng mình vẫn hiểu. Giờ khi mình có cũng được, không có cũng sao. Tại vì đó nó nguyên thủy chỉ là một cái hình thức mình ảnh hưởng Trung Hoa. Thế thì trong cái sớ đó nói cái gì? Trong cái sớ đó nói với vua rằng tại sao vua lại làm việc đó. Vua có biết rằng đạo Phật đã dạy cho con người chuyển hóa như thế nào? Đạo Phật đâu có phải dạy cho con người hư, mà trong khi đó đạo Phật dạy cho con người biết tu giới, tu định, tu tuệ. Nếu mà mỗi người dân trong xã hội này biết giữ năm giới thì có phải là một cái xã hội bình an không? Thế thì đạo Phật là một cái nền đạo đức căn bản mà con người cần có. Vua đọc xong rồi thì vua dùng thời gian vua suy nghĩ, và thấy rằng hòa thượng nói rất chí lý, nói rất chí lý. Cho nên vua sám hối. Bây giờ muốn bày tỏ cái lòng sám hối của mình thì vua cho người tạc tượng. Trẫm sẽ quỳ xuống và đặt cái tượng Phật lên lưng trẫm, làm cái tượng như thế. Tượng cao 1m52. Quý vị nào có dịp mà đi về Bắc, ghé phố Hàng Thang, chùa Hòe Nhai, để được chiêm ngưỡng bức tượng đó. Vua quỳ thẳng cái lưng và hai tay ngửa lên như thế này. Ở trên lưng vua có một tượng Đức Phật đang cầm hoa sen. Nếu ai chưa được về, có thể vô Google bấm tượng vua sám hối. Đừng có bấm bây giờ. Lát về nhà rồi, về nhà rồi thử bấm lên thì sẽ thấy cái bức tượng đó. Và người ta gọi cái tượng đó là dị tượng. Dị tượng là gì? Tượng lạ. Chưa bao giờ có một cái tượng như vậy.
Và có thể mình có thể là mình có thể tự hào là nước Việt Nam mình hay là cả thế giới Phật giáo có một bức tượng đặc biệt như vậy. Trong lịch sử đã có rất nhiều ông vua ăn năn sám hối. Thời ở bên Ấn Độ là có vua gì nè, ai nhớ không? Vua A Xà Thế giết cha, hợp tác với Đề Bà Đạt Đa, rồi cuối cùng cũng được Phật pháp cảm hóa. Vua A Dục, phải không? Vua A Dục, vua A Xà Thế, vua A Dục. Việt Nam mình có vua Hy Tông và còn rất nhiều những vị vua nữa, nhưng mà chưa có vị vua nào cũng ví dụ như vua A Dục á, khi mà ông ăn năn rộng làm gì? Ông xây 84.000 cái tháp ở trong nước Ấn Độ, 84.000 cái lớn nhỏ đầy đủ kiểu hết, để mà phụng thờ, nói lên tinh thần Phật pháp hay là phụng thờ Xá Lợi Phật. Tại sao ông xây ít hơn, nhiều hơn mà xây 84.000? Bởi vì ông muốn nói lên là Đức Phật có khả năng đưa ra 84.000 pháp môn chuyển hóa chúng sanh. Nhưng mà trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Thì mình sẽ đặt câu hỏi, ủa như vậy thì 84.000 là số 1 là gì, số 2 là gì, đến sao cho đủ 84.000 pháp môn? 84.000 chỉ là một con số nhiều mà Ấn Độ muốn nói. Cái gì mà nhiều quá không có con số nói thì người ta thường nói là 84.000 để nói lên cái nhiều. Cũng giống như ở Việt Nam mình vậy đó, cái gì mà nhiều quá thì mình nói là sao, ở dưới miền Tây kiểu gì, nhóc luôn. Mà không biết chữ nhóc là gì hết, nhưng mà người ta hiểu nhóc là gì, nhiều quá. À, nhóc luôn. Rồi cái nhiều khi mình nói ôi sao, hằng hà. Hằng hà là con số cát ở sông Hằng á, hằng hà sa số. Nói chung là mình cái gì mà nhiều quá thì mình có nhiều cái từ để mình diễn đạt. Thì ở bên Ấn Độ có một con số để nói lên số nhiều là 84.000, chứ không có cái pháp môn Phật nói vậy thì số 1 là gì, số 2 là gì, đếm cho đủ 84.000, không có. Nhưng mà có, là vì sao? Bởi vì ai bị một cái rắc rối gì, một khổ đau nào thì có pháp môn gì đó để giúp cho người đó chuyển hóa. Như vậy thì chúng sanh bệnh cỡ nào mình cũng có thể pha chế thuốc cỡ đó. Số nhiều là vậy. Cái tượng đó gọi là dĩ thân vi thăng sàng. Dĩ là lấy, thân là cái thân này, thăng sàng là làm cái sàng để ngồi lên. Đó là nói lên cái lòng sám hối của Đức Vua, Vua Hy Tông. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình biết á là nhiều khi mình càng có quyền á, càng dễ phạm lỗi. Cái người thí dụ đi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa vô đây nè, Pháp Hòa là nhỏ bé nhất, trời ơi sợ lầm lỗi lắm, cho nên nói năng rất là cẩn thận, đi đứng rất là e dè. Nhưng mà nếu Pháp Hòa mà có quyền á, thì mình nghĩ mình có quyền nè, cho nên mình sẵn sàng sao, nói không cần nghĩ, làm không cần dòm ngó. Càng có quyền dễ, càng dễ phạm lỗi. Vì sao? Vì mình luôn luôn nghĩ rằng mình là người xếp ở đây, mình là người lâu năm ở đây, mình là cái người đang cai quản ở đây, cho nên mình nói không cần dòm ngó, làm không cần dòm ngó. Càng có quyền càng dễ phạm lỗi. Cho nên một ông vua cũng vậy, nếu ông vua đó có quyền thì dĩ nhiên ông biết rồi. Thường thường ta nói là quyền sinh sát trong tay. Nếu ông vua đó không phải là một minh quân, không phải là một minh quân thì ông có thể làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì và quyết định bất cứ điều gì. Còn nếu là một minh quân thì ông cẩn thận, còn là hôn quân thì chịu.
Cho nên đó, khi mà mình thấy rằng ở Việt Nam mình có một ông vua nữa lấy cái đầu của các thầy làm cái chỗ róc mía, ai có nhớ vua đó tên gì không? Lê Long Đỉnh. Vua Lê Long Đỉnh cuối đời nhà Lý, nhà Lê chứ, cuối đời Lê. Nghĩa là dẹp Phật giáo mà bằng cách là lấy cái đầu của các thầy làm cái thớt để mà róc mía, cho người ta để mía lên đó và róc mía. Lê Long Đỉnh. Và vua Lê Long Đỉnh còn có một cái tên nữa là Lê Ngọa Triều. Tức là mỗi lần lên triều đó không có ngồi nổi, nằm không thôi. Tại vì vua ăn chơi nhiều quá, mang bệnh. Cho nên mỗi lần lên triều thì không có thể ngồi được và nằm, cho nên mới có biệt hiệu là Ngọa Triều. Ngọa Triều tức là lên triều gặp các thần quan lại trong chùa là ở trong triều là chỉ nằm thôi. Và cái thời mà ngày Tông Diễn ngày mới nói rằng á, cái triều đại mà ở Phật giáo Việt Nam mình, những cái triều đại mà Phật giáo rất là thịnh là nhà Lý, nhà Trần. Và khi mà Phật giáo được phát triển thì đất nước nó được hưng thịnh, bình an. Tại vì con người hướng tâm làm điều thiện. Bây giờ mình đó là mình nói, mình giới thiệu về cái sự sám hối của một vị vua. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là từ con người bình thường cho đến một cái con người có quyền quý vị, nếu mà mình không có khéo thì chúng ta rất dễ phạm lỗi. Và mỗi người mình phạm lỗi mỗi kiểu. Kẻ mà không có quyền chức á, phải không, thì nó nghĩ sao? Mình là lính quèn, chả ngán ai hết, phải không? Thành thử nó sẽ phạm lỗi theo cái kiểu của người thường dân. Cái người mà có quyền thì họ sẽ phạm lỗi theo kiểu có quyền. Nhưng mà có một điều chúng ta sẽ rất dễ là hễ mà chúng ta càng có quyền, càng có cái danh phận gì ở trong một cái chỗ nào đó, dù là trong chùa, mình vẫn phạm lỗi như thường, không chừng mình còn hơn nữa. Tại vì sao? Vì mình nghĩ mình là sếp, mình là có đủ cái quyền uy trong cái việc này. Cho nên phải rất là cẩn thận. Nếu mà mình không có khéo thì mình sẽ chuốc oán, mình sẽ gây thù. Người ta thường nói là sao? Gây thù chuốc oán. Trước hết là mình gây thù, sau đó mình chuốc oán. Tức là mình, người ta đang vui vẻ, người ta đang bình thường với mình, nhưng cái cách của mình hành xử, mình làm cho người ta ghét. Và tự mình, cái chữ oán là gì? Chữ oán là trách. Và mình tự mình đi chuốc chiêu cái đó về. Và thường thường mình hay kêu là oan gia trái chủ. Gần đây mình hay nghe chữ đó lắm. Trái chủ là gì? Trái chủ là gì? Trái chủ tiếng Việt Nam gọi là chủ nợ. Chỉ chữ trái nghĩa là nợ. Chữ trái nghĩa là nợ. Thí dụ như Quy Sơn Cảnh Sách có câu đó: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Học xuyên thước phi là khi mà con chim mà nó ra khỏi cái lồng rồi á, thì nó đi thẳng về rừng của nó. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Mình mà vừa tắt hơi thở á, là cái thần thức mình nó đi tái sinh về tùy theo cái nghiệp của mình. Mà Tổ Quy Sơn đã đem cái ví dụ đó, như là con chim mà nó ra khỏi lồng rồi thì lập tức nó bay thẳng về tổ của nó, rừng của nó. Thì con người của mình cũng vậy, tắt hơi thở rồi thì thần thức mình đi thẳng về cái chỗ nghiệp mình đã tạo. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp.
như nhân phụ trái, như người mắc nợ. Cường giả tiên khiên, người nào mắc nợ lớn nhất là bị đòi nhiều nhất. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nợ một cô, một bác nào trong này 200 ngàn, mà nghe đồn đâu đó thầy Pháp Hòa mà sắp dọn đi là cái bà kiếm chủ nợ 200 ngàn lên kiếm mình trước. Mấy người kia lỡ mất có 3 ngàn không sao, lỡ chậm chân chút cũng được. Kiếm xe mấy đứa con sao nó không có, bà mà 200 ngàn kệ tốn taxi lên. Tốn taxi cũng được mà đòi được 200 ngàn. Còn bà kia bà có 3 ngàn bà chờ con không được, được mất. Nhưng mà 200 ngàn là phải đi kiếm trước. Cường giả tiên khiên, người nào mà bị mắc nợ nhiều nhất là người đó sẽ bị đòi nhiều nhất. Thì mình cũng vậy, cái nghiệp nào mà nó nặng thì nó đi về cái đó. Bây giờ trong cuộc sống của mình nè, mình có tạo nghiệp không? Có. Nhưng mà bây giờ mình kiểm lại mình tạo nghiệp gì nhiều nhất. Nếu mình bị cái khẩu nghiệp là mình sẽ đi về cái chỗ nào mà nói nhiều á. Còn không mình bị một cái nghiệp gì, rơi vào một cái hoàn cảnh là bị người ta nói. Tại mình tạo cái nghiệp, mình tạo cái nghiệp mình nói nhiều và mình bắt người khác phải nhức đầu những cái lời nói của mình hàng ngày. Thì mình sẽ rơi vào một cái chỗ nào đó, mình ở một cái quốc, một cái nơi chốn, một cái hoàn cảnh mình không có quyền nói, chỉ có quyền nghe. Để trả cái nợ mà mình bắt người khác phải nghe mình. Cho nên người mà có quyền chừng nào á, không phải nói rỉ rả, nhiều khi nó sợ quá nó nằm nó nghe. Nó không dám nhúc nhích gì hết. Nó cứ nghe mình rỉ rả thì một cái đời nào đó mình ở trong một cái hoàn cảnh mình no choice, phải bắt mình phải nghe như vậy. Hôm nay là mình, quý vị đọc Lương Hoàng Sám là quý vị thấy. Bây giờ Pháp Hòa sẽ cùng đại mình sẽ cùng mở trang 46. Nếu mình có quyển Lương Hoàng Sám trước mặt mình, trang 47 gần cuối có câu: hôm nay đại chúng ẩn thân hiện hình trong đạo tràng, lập ra pháp sám này đều phát đại tâm, vì có 12 nhân duyên lớn. Thì trong cái phần mở đầu của quyển này á, đã nói lên rằng đây là 12 nguyên do nào mà chúng ta lập ra cái sám pháp này. Thì bây giờ hôm nay mình không lập ra sám pháp này, nhưng mình mượn sám pháp này để lập đạo tràng này, lập đạo tràng tụng Lương Hoàng Sám. Và mình cũng nương 12 cái nhân duyên này để mình làm. Ví dụ như quý vị hỏi Pháp Hòa, tại sao phải tổ chức tụng Lương Hoàng Sám? Thì Hòa nói, ồ, tại vì muốn cho đại chúng biết được tội phước trong này. Thấy không? Cái gì tội thì né, cái gì phước thì làm. Đó, cũng là một nguyên do. Hỏi tại sao thầy tổ chức tụng kinh? Nói dạ không tụng, tao đi shopping sao? Là tao tụng kinh cho đại chúng về nghe, nghe nhân dịp cơ hội tụng kinh, nghe người ta đỡ đi shopping, đỡ tốn tiền mà được có phước. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, 12 duyên. Một, nguyện hóa độ 6 đường chúng sanh không hạn lượng. Tức là đây là một duyên mà để mà chúng ta lập đạo tràng Lương Hoàng Sám, là nguyện hóa độ 6 đường chúng sanh không có hạn lượng. 6 đường chúng sanh là gì? Một là trời, hai là tu la, ba là người, bốn là gì? Địa ngục, năm là ngạ quỷ, sáu là súc sanh. Cái này chúng ta thường gọi là lục đạo. Lục đạo có khi gọi là lục thú. Chữ thú này không phải là con thú nha. Chữ thú này trong tiếng Hán nghĩa là nơi chốn. Lục thú nghĩa là sáu cái cõi, sáu cái chốn. Tại sao gọi là những vị ở trong này gọi là ẩn thân hay hiện thân? Mình là thuộc hiện thân hay ẩn thân? Hiện thân. Nhưng mà cũng khi mình tụng như vậy thì chắc chắn có những người ẩn thân, người ta không có cái hình tướng, người ta có mặt ở đây. Hay nói một cách khác, có những người
không thể có mặt trong trong cái pháp hội này, nhưng mà người ta nghe mình tụng, biết đâu chừng ở nhà người ta cũng nương cái đó, người ta mở kinh, người ta tụng theo mình trong cái khoảng thời gian này. Vì Pháp Hòa biết có những năm trước mình tụng kinh đó, có những vị ta ở xa ta không về được, nhưng mà ta nghe mình tụng như vậy đó, người ta nói ô vậy con có ở nhà con cũng mở kinh này ra con tụng theo đại chúng. Hai, nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng. Tứ ân là gì? Ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng, ân đất nước, chúng sanh. Tứ ân mình nói có nhiều cách lắm, nhưng mà đại khái là bốn ơn. Trong đó có ơn cha mẹ mình, ơn thầy tổ, mà quý vị thấy trong rõ ràng trong này có nói. Ba là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Thần lực của pháp sám này, cái câu này cần nói đây. Thần lực là gì? Không phải là power, không phải là một cái thần lực như mình nghĩ là nó có cái khả năng bay nhảy gì. Mà thần lực đây là gì? Là nhờ cái sám này mà chúng ta hiểu được. Khi mà chúng ta hiểu được rồi thì cái công năng, cái khả năng của một cái quyển kinh đó có khả năng chuyển hóa mình. Ví dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình đó, lấy cái trí tuệ siêu việt để quán chiếu thấy ngũ uẩn là không. Chữ không đó. Bây giờ mỗi lần mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhờ thần lực Bát Nhã Tâm Kinh mà từ đó về sau mình đã hiểu rồi, thấy tất cả các pháp là không, cho nên tâm mình không còn bị mọi khổ đau chấp trước. Thần lực Bát Nhã. Ví dụ mình tụng thần lực Pháp Hoa. Vậy thần lực Pháp Hoa là gì? Thần lực Pháp Hoa là giúp cho mình nhận rõ, hiểu biết rằng mình có khả năng để thành được sự giác ngộ, thành Phật. Vậy thì mỗi bộ kinh có thần lực của nó. Thần lực là gì? Tức là giúp cho mình nhận ra, và từ đó mình có khả năng mình sống được với cái đó. Vậy thì thần lực của Lương Hoàng Sám, thần lực của Thủy Sám, thần lực của tất cả sự sám hối là gì? Giúp cho mình nhận rõ tội phước, nghiệp báo. Vậy thì nhờ thần lực của cái pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Tại sao hôm qua tụng tới quyển thứ tư á, nói cái gì? Nói rõ quả báo. Trời ơi, tụng xong thấy quả báo rồi. Cái giờ thí dụ bây giờ mình muốn làm cái thôi không dám làm. Nhờ thần lực, không tụng sao biết? Không dám chiều gà. Không tụng sao biết? Cho nên rõ ràng không? Nhờ cái tụng vậy đó cho nên thần lực của nó hay quá. Cũng giống như mà hồi mà mình thí dụ giờ mình chưa biết luật đi xe đó. Trời ơi, mình tăng tốc độ, mình chạy tùm lum hết. Từ đó, từ ngày mình biết luật đã ban hành xuống là ai vượt đèn đỏ bị bao nhiêu tiền, thí dụ vậy, từ đó về sau không dám nữa. Vậy thì cái thần lực của cái bạn cái bản đó, thần lực sám hối, thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Mỗi lần mà mình có khóa tu, mình luôn luôn nhắc nhở quý vị nhớ là mình phải, thí dụ như giờ mình có cái ý mình hồi nào giờ mình sống á, thứ nhất là mình dư dả quá, mình cũng quen rồi, ăn không thích không ấy nữa bỏ, uống nước nửa chừng mình bỏ. Nói chung là mình sống nó quen cái cách là mình hơi sang, nhưng mà thấy rõ tội phước. Trời, mình phung phí vậy, đời này mình có phước ở đây nè, thấy không, đầy đủ vậy nè, mà nếu mà mình không khéo á, mất phước hết. Mà khi mình mất phước rồi thì mình phải sanh ở những cái nơi chốn mà nó tương ưng với cái mất phước đó. Cho nên không có dám phí. Hôm qua giống như trong cái buổi, trong cái khóa tu này mấy em đó, cái khóa tu, cái đề, cái theme đó, tức là cái tiêu đề của khóa tu là Walk with me.
Tại vì trong cái khóa tu này các em coi một cái cuốn phim nói về Hòa Thượng Nhất Hạnh, và cuốn phim đó có cái tên là Walk With Me. Cho nên cái theme của cái khóa tu của các em kỳ này cũng là lấy cái tên đó. Và Pháp Hòa đã có 2 buổi giảng cho các em về cái đề tài Walk With Me. Walk cái gì? Walk là mình đi. Ai đi với mình? Mình nói theo tiếng thường là tiếng của mình là đồng hành. Đồng hành. Còn mình dịch giảng ra cái chữ là hãy cùng đi với tôi. Và ai đi với mình? Thì trong cái buổi chiều mà mấy em cảm ơn á, mấy em cảm ơn mấy cô, mấy bác đã nấu ăn cho mấy em đó, thì Pháp Hòa nói với các em rằng các bác, các cô, các chú đã nấu bằng tất cả tình thương, đã chăm sóc mình bằng tất cả tình thương. Thì mình nhớ là trong cuộc đời này một người nào mình gặp dù chỉ một lần là người đó đồng hành với mình rồi đó. Ví dụ quý vị đã từng gặp Pháp Hòa rồi, bây giờ quý vị có đi qua Miên, qua Thái, quý vị sống, Pháp Hòa có đi với quý vị không? Có. Tại quý vị nghĩ tới Pháp Hòa. Ví dụ đi đâu mà gặp, ô tôi nhớ cái này thầy Pháp Hòa có làm, cái thế. Tức là trong cuộc đời của mình ai gặp ai một lần rồi là người đó đi vào mình, và người đó đi với mình. 4 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. Kiêu mạn là gì? Tức là mình tự hào và mình khinh thường người khác. Và trong kinh đó, có nói cái chỗ kiêu mạn này nè. Một á, ỷ mình tuổi trẻ kiêu mạn. 2, ỷ mình giỏi. 3, ỷ mình đẹp. Khỏe mạnh, trẻ đẹp. Trẻ đẹp, tài giỏi. Thì bây giờ đối với các bậc tôn trưởng mình có thể sinh tâm kiêu mạn. Thí dụ này, ôi bác già rồi biết cái gì. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình đọc trong này, mình trong này hay nói đó, tôn kính các bậc thượng trung hạ tọa. Nhớ không? Trong này hay nhắc cái câu đó đó. Có những bậc ở bậc thượng là tuổi cao đó, bậc trung là sồn sồn đó, bậc hạ là tuổi trẻ. Thì trong đạo tràng của mình là đủ 3 thành phần thượng trung hạ tọa. Mình đi lấy cơm là mình nhường cho bậc thượng đi trước. Như bậc thượng không có, đừng có lo, tại bậc thượng coi vậy chứ đi trước mà ăn không có nhiều, cho nên phần mình cũng còn. Thượng trung hạ tọa. 5 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh sinh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. Tại sao? Tại sao sinh ra nơi nào? Cái chữ sinh là gì? Mình sống ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không sinh tâm giận hờn là vì sao? Thấy rõ cái tội phước, cái quả báo. Có vị sẽ nói rằng á, trời ơi, đọc trong này rồi thấy là giờ không muốn làm gì hết trơn, tại vì nhúc nhích gì cũng rồi. Nhưng mà thiệt xưa đại chúng là có những việc mình vẫn phải làm, nhưng mình rất rõ ràng và chánh niệm tại sao mình làm. Chứ không phải là mình làm, mình nói nghe vậy rồi mình né tránh. Thật sự trong cuộc sống này nếu mà nói lỗi á, động chân cất bước cũng có lỗi nữa. Bây giờ này mình luộc xong một rổ rau, mình đổ xuống cái sink, có tội không? Có. Tại vì nhiều khi những con vi khuẩn, vi trùng nó trong cái đường cống đó đó, mình đổ nước sôi xuống nó cũng chết vậy, thấy không? Nhưng không lẽ giờ vậy rồi cái không làm. Cho nên nếu mình nói cho tận cùng thì mình ráng né những cái gì mình nó sờ sờ trước mắt. Còn cái gì mà nó ngoài cái khả năng mình là đành chịu. Sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. Đối với, tại sao dùng cái từ đối với sắc thân? Nghĩa là mỗi con người nó có sắc, hình sắc và nó có thân. Sắc thân là một cái từ nói chung, từ tướng cho tên diện mạo. Và hay là nói cách khác là những gì người khác làm không khởi tâm ghen ghét. Ví dụ mình thấy người đó làm nó hay, giỏi, học, và thậm chí mời người ta nữa,
Tại vì mình muốn lợi cho đại chúng mà. Ví dụ giờ Pháp Hòa muốn nấu cho đại chúng ăn mà không biết nấu, rồi thấy cái cô đó, cái chị đó nấu món đó ngon quá, Pháp Hòa nói chị nấu giùm cho đại chúng món này. Mặc dù ngày của Pháp Hòa phụ trách nấu ăn, mà Pháp Hòa khôn quá, chị nấu cho em món bát tiếng thì mình hưởng, thôi bữa nay thầy Pháp Hòa nấu ăn. Nhưng mà thiệt sự mình đâu cần nấu, sướng không? À, thành thử ra nếu mình thấy người nào giỏi, mình đừng có ghen ghét, mà mình phải mời thỉnh, thậm chí mình học hỏi. Mà nếu mà người ta mình học xong rồi, mai mốt người đó về không có khả năng, không có tới đây nữa làm, mình làm được cho đại chúng, lợi quá chừng sao phải ghen ghét. Khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm gì. Tại vì trong này có nói tới cái điều đó, cho nên nhờ cái thần lực pháp sám này, cho nên lỡ ghen ghét với ai cái thôi, không ghen ghét. Cho nên dụ như đời này á, mình đi đâu á, mình làm gì cũng hay bị người ta dòm ngó ghen ghét. Mình biết là có cái nhân chứ đâu phải tự nhiên. Tại sao biết bao nhiêu người làm mà tâm ghen ghét, ta ghen ghét với mình? Rõ ràng là mình tạo cái nhân. Cho nên đời này nếu mình chưa có gieo nhân đó, đừng làm. Thấy người nào làm được việc tốt nên làm. Ví dụ như là hôm nay là mấy em nó được, sau khi mà mấy em nó tu xong là ngày hôm qua rồi, thì các chú mới nói với Pháp Hòa là một số các em còn ở lại, cho nên là con xin thầy là cho sắp xếp chương trình để cho các em không có phải chơi hẳn luôn, mà nó cũng có một chút gì đó nó sinh hoạt. Cho nên chú Trung Chánh mới hỏi Pháp Hòa, bây giờ thầy có cần tụi con thay phiên, ví dụ một chú lên đây phụ thầy, thiện chú ở dưới với mấy em. Pháp Hòa nói thôi thầy không sao, trên này được, mấy đứa cứ lo cho mấy em. Thì chương trình đó là nếu mà tối nay mà về kịp á, thì giờ mà sinh hoạt pháp thoại của thầy viện chủ đối với đại chúng, thì Pháp Hòa sẽ pháp thoại với các em ở tại pháp xá. Mà không lẽ mình thấy đệ tử mình vậy cái mình ghen với nó, ghét với nó, mà nó không được làm, mấy đứa làm nó thương mấy đứa hơn thương thầy sao? Mà nếu mà mình làm như vậy thì làm sao mà mình có thể mình. Nhưng mà hai cái máy số 1 nè, thế ông vô bấm cái nút số 2 lấy cái microphone số 2. Thầy có năng lượng nhiều quá, hút hết pin. Nghe không? Dạ nghe. 7 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các pháp trong thân, ngoài thân không sinh tâm keo rứt mến tiếc. Cái gì gọi là pháp trong thân ngoài thân? Ngoài thân á có nghĩa là những cái gì sở hữu của mình. Trong thân á là ví dụ như là bản thân mình có mắt tai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nếu mà mình thương cái thân mình quá, chắc không ai lên đây ngồi tụng kinh ngày ba thời 2-3 tiếng đâu. Cho nên không có tiếc cái ngoài thân. Trong thân, ngoài thân là đáng lý ngày hôm bữa anh Sáu xeo đi mà không đi. Đáng lý mấy ngày này là nhiều người tiệc tùng lắm mà mời mình cũng từ chối, mình không đi. Vì mình biết hy sinh, mình biết dụng cái ngoại thân trong thân của mình. Đối với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo rít mến tiếc. Trời ơi, tụng xong hôm qua về quế hoài. Nhưng mà mình thấy nằm xuống mình ngủ một giấc tới sáng, mình thấy ngày hôm qua mình thiệt mình dụng một ngày chí lý. Một ngày mình tụng kinh trọn mà tụng 7 quyển. 8 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm.
Tức là sao? Hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình. Tại vì mình thấy người khác không có ai làm, mình mới làm. Phóng vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như là bây giờ là mình có 60 người trong chúng thôi, mà bây giờ là cái ban nấu ăn là chỉ cần chừng 4-5 người là cũng đủ. Bây giờ người ta đủ người thì mình khỏi làm. Mà nếu người ta đủ rồi mình vẫn vô mình làm. Tại vì mình làm cái gì? Cái này ví dụ là mình làm ví dụ giống như là mình muốn chứng tỏ thì không nên. Nếu mà thiếu mình sẽ làm. Dạ quý vị biết là cái nhà vệ sinh của mình á, nước ở trong chánh điện là lạnh quá bị đông. Lạnh quá bị đông thì đường nước vô không được. Nhưng mà bảo đảm bảo là nó bây giờ đi kiếm mấy cái thùng phi á, rồi bưng nước từ ở bên thì bên nhà bếp đổ vô mấy cái thùng phi đó để cho dội cầu, bảo đảm là bác Trúc Hiền dịu tường là không bao giờ giơ tay nó để con bưng nước cho. Bây giờ có lợi mời, nếu mà lợi mời mà chẳng những mấy bác nó giờ thôi mà còn thấy mình khác nữa. Nhưng mà rõ, nhưng mà nếu mà không có ai làm thì mình sẽ làm. Thì bây giờ ai làm? Mấy anh thanh niên làm. Ngày hôm qua giờ mình tụng kinh thời đầu là các ảnh phải đi lo mấy cái chuyện đó, để cho mình có nước xài đỡ khi mình cấp bách ở trên chánh điện. Không, như vậy thì mình biết rằng khi mình làm việc gì á, Chỉ vì cái gì? Vì những người, những việc không ai làm, mình sẽ vô mình làm. Nhưng mà cho dù có làm cũng không nghĩ tôi làm này tôi lấy tiếng. Mà không lấy tiếng là lấy hơi. Mình chỉ vì người khác mình làm. Có những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Chính là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh không vì mình mà tu tứ nhiếp, tu pháp tứ nhiếp mà chỉ vì hết thảy chúng sanh. Tứ nhiếp là gì? Pháp tứ nhiếp mà nói theo tiếng Nguyên Thủy, tiếng Hán là gì? Tứ nhiếp pháp. Giờ mình dịch ra là pháp tứ nhiếp. Nếu mà nói đúng ra nữa mình phải nói là bốn pháp để cảm hóa hay thu phục. Bốn pháp đó là gì? Là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn pháp. Đây là bốn phương pháp mà các vị Bồ Tát sẽ thực hành: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vậy thì mình có làm bốn cái điều này cũng không phải vì mình mà vì hết thảy chúng sanh. Người ta cần bố thí, ta cần cho, mình cho. Từ hôm chiều 26, anh Kiệt, anh Phát, mấy anh là lái xe đi kiểm hết. Tại làm sao mà không có nước? Lúc đó là trời tối rồi, nhưng mà các anh vẫn, trời rất là lạnh mà vẫn lái xe đi tìm nguồn. Tại sao? Thì mới đi ra mới thấy là một trong những cái đường nước đi vô chánh điện nó bị đông. Thì các vị đó làm những việc không ai làm được. Thật sự giờ mình có muốn làm, có biết gì đâu làm. Không biết làm thì giờ cái việc đó không à, không à, mà cái gì cũng phải kêu mấy anh thôi, chứ có ai biết cái chuyện gì đâu làm. Rồi quý vị biết là có một bữa hôm là ngày hôm qua, hôm kia gì đó, hôm qua chắc à, hôm kia 1 giờ sáng thầy viện chủ còn ở trên chánh điện để mà làm việc với cái anh mà sửa cái lò sưởi. Rồi anh tới anh làm sao cái thầy tưởng là có sưởi. Nhưng mà tới hồi hỏi anh Kiệt, anh nói là cuối tháng 12 là đã phát hiện nó đã hư rồi. Nhưng mà vì mình phát hiện trễ quá thì không có thể kiếm thợ kịp. Cho nên tuy rằng nó có tới, nó cũng chọt, nó cũng làm nảy kia, nhưng mà sưởi không có nhiều. Cho nên chánh điện vẫn còn lạnh. Cho nên mấy ảnh mới đi lấy mấy cái sưởi nhỏ, mấy ảnh để xung quanh chánh điện cho mình ấm. Thì mình thấy là có những việc người khác làm mà không bao giờ mình biết. Thì có những Bồ Tát ẩn, có những Bồ Tát hiện.
Rồi thí dụ như bây giờ mình đang làm ở đây, mình đang tu ở đây, thở Trúc Lâm hư cái chuông cửa, thì có một Bồ Tát xuất hiện đó để phải đi sửa cái chuông đó. Có những việc bây giờ con muốn làm cũng làm được. Cho nên nguyện gì chúng sanh mà làm tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Pháp Hòa nói với mấy em á, khi mà mình ngủ dậy, có một em đó nó ngủ quên, không ai kêu nó dậy ngồi thiền. Mình nên kêu nó dậy ngồi thiền, mà mình khuyến khích nó bằng cách là đi với tôi. Tôi đi một mình buồn lắm, ngồi dậy đi với tôi. Thì cái người kia ngồi dậy đó là gì? Đó là đồng hành, walk with me. Chứ mình tu phải tu chung. Đi tu mà tu một mình buồn lắm. Ngày xưa có một vị muốn đi xuất gia, một vị tổ đó mới nói: tôi chưa bao giờ nhận người nữ tu, bây giờ cô muốn tôi nhận người nữ tu, cô đi về cô kiếm thêm hai người nữa đi, đủ ba người, tôi cho xuất gia luôn một lượt để cùng tu. Tại vì một người mà vô tu, vợ hướng dẫn thì cũng khó, mà sự dị nghị thì cũng không ít, cho nên hai ba người vô nó cho nó dễ. Mười là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thấy người cô độc tù tội tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui. Đây là lý do thứ 10 mà mình tụng sám pháp, lập sám pháp. 11 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sinh nào đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. Tức là không bỏ rơi ai hết, ai cần thì mình phải giúp họ. Thường thường ở trong mỗi khóa tu mấy em nhỏ đó, ít nhất sẽ có một hai em nó có problem, nó có vấn đề. Thì một là cha mẹ báo trước cho Pháp Hòa biết đứa nhỏ nó có vấn đề, thì Pháp Hòa tìm giờ để chơi với nó và nói chuyện với nó. Hai là nếu mà các thầy biết được thì các thầy sẽ cho Pháp Hòa biết, thì mình sẽ tìm cách mình nói chuyện với nó. Cho nên mình thấy trong chúng có những người cần giúp đỡ thì mình phải giúp đỡ. 12 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh ra nơi nào, có chúng sanh sinh ra nơi nào cũng tự nhớ nghĩ đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Ai cũng có tâm Bồ Đề hết, nhưng mà có người thì liên tục, có người thì dồn dã xong rồi tắt. giống như Xuân Diệu vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Cho nên rồi dồn dập tu ráo tu riết, sau một khóa tu rồi bật quan tính. Giờ ráng làm sao nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Sáng hôm nay có một số các em nó đi về, mà bây giờ nó lớn hết rồi, em nào cũng 17-18 tuổi. Thì nó tới nó ôm Pháp Hòa, thì Pháp Hòa ôm mấy đứa và Pháp Hòa lúc nói với mấy em câu: thầy thương tụi con lắm, và tụi con nhớ là lần sau khóa tu không phải là các thầy tổ chức nữa, mà các con phải involve. Pháp Hòa hay nói với các em bằng cái câu là phải nhập cuộc. Lần sau ban tổ chức có thể là các con nữa, các con phải phụ với mấy thầy. Mấy em lớn lớn á, Pháp Hòa nói là bây giờ tụi con phải nằm ở trong ban tổ chức. Nói vậy để chi? Để giao cho nó nhiệm vụ. Và nó thấy rằng nó có bổn phận, nó có trách nhiệm, không phải là chuyện mấy thầy không nữa. Cho nên cái khóa tu hè năm tới này, có những công việc không phải chỉ là một người nữa, mà mình phải tìm người để chia việc. Tại vì một người không thể nào mà handle có những công việc đó được. Ví dụ như là cái chuyện mà xếp phòng, chia phòng đó, ít nhất phải hai người trở lên, hoặc là ba người, hoặc là bốn người, chứ một người làm không có nổi. Mà khi mà làm không một người mà nó nhiều việc quá, một người mà phải sắp xếp cho cả ngàn người,
Mà nếu mà các 1000 người đó mà mình chỉ đâu người ta dính đó thì nó khác. Mà đa số là keo không có dính không. Đúng không? Khổ lắm. Và hơn nữa đó, người ta đi vào số lượng quá đông, nhiều lúc một lô vô một lần mấy chục người, mà ngồi chờ một người đi tìm danh sách rất là cực. Cho nên Pháp Hòa đã suy nghĩ tới việc là năm tới mình phải chia ra. Thí dụ người nào phụ trách đó, cái last name, cái họ từ A cho tới chữ gì đó, rồi ai vô nói tôi họ đó thì cái người kia phụ trách, người họ gì đó người khác phụ trách, như vậy thì mới có thể làm kịp. Chứ còn một người mà ngồi giữ cả ngàn cái danh sách tên rồi đi kiếm Trần Nguyễn Lê Đinh gì đó thì Đinh Lê đâu chưa thấy mà thấy gai gai người ngồi chờ. Chờ lâu quá, người ngồi chờ lâu quá, rồi người làm hồi bị nhiều người vô quá cũng rất là dễ nổi gai. Cho nên mạnh ai gai nấy nổi. Cho nên phải làm việc đó. Và ai thấy rằng mình có khả năng phụ trong công việc đó nên cho Pháp Hòa biết để mình có thể sắp xếp vào cái công việc đó. Và mình phải suy nghĩ tới là năm tới này, bắt đầu từ khóa hè này, mình phải làm cái việc là phải có thêm người trong cái ban cư trú, ban sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời, biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà, vui vì con mình nay đã sợn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà, mẹ đã ru chân con trẻ trên dạng néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng đến khi ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dịu dịu trách phiền, con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm.
Mẹ đã thức chứ con, cho đến ngày bóng xế, bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ, còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Đó là một câu nói để tác động vào cái cảm xúc của con người, để từ đó con người khai triển về tình thương của cha mẹ. Chứ còn không có thì không có cái điểm. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Sự im lặng là một bài pháp tuyệt vời. Nhưng mà giờ nếu mà im lặng hết thì người ta không biết hướng người ta đi. Ví dụ như là mình nói tất cả đường đi về chùa đây là có rồi đó. Nhưng mà nếu mà nói vậy thì ai biết đường đi? Mặc dù chùa có đó, đường có đó, mọi thứ có đó, nhưng con người phải có một cái phương, nương một phương tiện nào đó. Vậy thì hình ảnh của Phật Bồ Tát cũng thế, chỉ là một phương tiện, một biểu tượng để nói lên cái đạo lý gì đó, chứ không phải là tướng thật của các ngài. Chúng ta đừng có vinh vào cái tướng đó mà chúng ta mắc kẹt. Với tinh thần đó, kinh Kim Cang nói sao? Nếu ai cầu tôi qua hình tướng, nhớ không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, thấy tôi qua hình tướng, cầu tôi qua âm thanh, người đó đang hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thầy có thấy, thầy có cầu Như Lai qua 32 tướng không? Ngài tu Bồ Đề. Dạ có. Ngay cả tướng của Như Lai còn không có. Tại vì sao? Tại cái tướng đó nó tạm thôi. Đó, thí dụ như hồi mình còn trẻ, đô con khỏe mạnh, tới già rồi da nhăn, người nó rút lại. Hai cái nó trời vật, thì cái tướng nó đâu có thật đâu. Cho nên nhìn cái tướng nào mà nói tướng đó cũng đều là trật hết. Vì vậy cho nên Phật mới nói, cho nên những lời nói của Phật, nó chỉ tùy duyên, tùy cảnh, tùy lúc mà Đức Phật thuyết. Quan trọng là trị bệnh, chứ đừng dính vào lời nói. Cho nên Đức Phật mới nói sao? Tôi nói pháp 45 năm mà tôi chưa bao giờ nói một lời nào. Là cái nghĩa đó đó. Bởi vì nó tùy mỗi hoàn cảnh mà Phật nói. Rồi mình dính cái đó, mình đem, mình áp dụng mọi hoàn cảnh là nó trật. Cho nên không có một, mà tất cả các nơi đều là có thể ứng pháp được. Ví dụ như bây giờ mình có phương tiện cầm cái hương, tốt. Vì cái hương là một biểu tượng của tâm, gọi là tâm hương. Nhưng mà mượn cái hương vật chất, mượn cái hương vật chất để biểu tượng qua cái sự mà giao cảm giữa mình với Phật, giữa mình với ông bà. Hiểu được cái đó, cho nên nếu ở hoàn cảnh nào có cái hương cũng tốt, không có cái hương cũng không sao. Chúng ta hiểu được cái đó, cho nên có cây hương hay không có cây hương, nó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là nội tâm của chúng ta truyền cảm với người thân của mình. Phật giáo, đại chúng, những người Phật tử, mình phải học được cái đó. Tất cả những cái gì chúng ta làm, chúng ta đều hiểu được tường tận cái đạo lý của nó. Hiểu, có thì chúng ta ứng dụng, không có miễn cũng không tội. Bởi vì cái đó là một phương tiện. Ví dụ như tiếng mõ, để thỉnh lên, để nó có cái âm ba, làm cho cái buổi lễ nó linh động, lời kinh nó nhịp nhàng, tụng lên nghe nó có âm, có trầm, có bổng, nó dễ đưa mọi người về cái sự tĩnh lặng. Nó đâu phải là chân lý. Nhưng mà hiểu được như vậy rồi thì hôm nào tụng kinh lỡ không có cái mõ cũng không phải là vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta có tụng bằng nội tâm của chúng ta không. Cái mõ chỉ là một hình tướng. Cái tiếng mõ đó nó giúp cho cái lời tụng của mình nó hay, và nhờ lời tụng nó giúp cho cái tâm mình nó lắng, và tâm mình nó duyên với tiếng mõ tụng. Cho nên tất cả những cái đó nó phối hợp với nhau, nó tạo lên một cái năng lượng trong khi tụng kinh. Mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ biết rằng cái gì chúng ta
ứng dụng nó hay là miễn nó, nó không phải, nó không có nó không có cái gì gọi là nó sai hay là nó đúng ở trong đó, mà chúng ta biết được cái mục đích của chúng ta làm. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng là tất cả chúng ta phải cố gắng chúng ta học những cái ý nghĩa. Chúng ta hiểu được tất cả mọi cái ý nghĩa rồi đó, thì trong cuộc sống này chúng ta tu, chúng ta ứng dụng, chúng ta sống rất là nhẹ nhàng, mà chỗ đó gọi là giải thoát. Cho nên ngày xưa bà Tỳ Kheo Ni vô tận tạng đến hỏi Lục Tổ Huệ Năng giảng cho bà nghe kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói à được, bà hỏi đi tôi giảng cho. Khi bà mới đưa quyển kinh Đại Bát Niết Bàn, Tổ mới nói tôi đâu có biết chữ, bà đọc đi tôi nghe tôi giảng. Thì bà mới nói ủa, Hòa Thượng không biết chữ sao giảng kinh? Ngài Lục Tổ trả lời sao biết không? Đạo lý nó đâu có nằm trong chữ nghĩa. Đạo lý đâu có nằm trong chữ nghĩa. Vậy thì chữ nghĩa là gì? Là phương tiện thôi. Nếu mình hiểu đạo lý rồi, một chữ có thể nói một tháng. Chứ ngày xưa các vị mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, một chữ diệu thôi giảng một tháng. Còn bây giờ mình nói ô diệu là gì, là vi diệu, là miracle, là gì gì đó, chừng 5-10 phút là xong. Còn nếu mà người ta muốn phân tích chữ diệu thôi, chưa nói tới chữ pháp. Nếu mà nói chữ đạo lý đó, chữ nó chỉ là một chữ thôi, còn đạo lý thì vô cùng. Cho nên bà Vô Tận Tạng nghe Lục Tổ khai thị vậy rồi cất cái am ở gần đó để tu, để mà gọi là hầu tổ, học kinh với tổ. Đạo lý nó không nằm trong chữ nghĩa. Cho nên khi mà ngày thần tú ngày viết cái bài kệ xong, Lục Tổ thấy người ta tới trầm trồ bài kệ, nói gì vậy, ai viết gì trên vách vậy? Nó ô bài kệ ông đọc cho tôi nghe với. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, vân vân. Tổ nghe xong rồi ông nói tôi cũng có một bài kệ mà tôi không biết chữ, huynh viết giùm tôi được không? Ông làm kệ mà ông biết chữ. Nói trời, ông mấy ông này mới ngạc nhiên đấy. Ông thiệt không? Không biết chữ mà sao làm kệ? Nói giờ tôi đọc cho huynh viết. Đối ngược lại với bài đó, bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Xong xong rồi cái ngũ tổ đi chống cây gậy. Đọc xong bài kệ, biết cái bài kệ này là của một cao nhân rồi chứ không phải người thường. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình ấn chứng liền là sẽ có chuyện. Ai mà viết cái bài kệ ghê quá, lấy đồ mà xóa đi. Xóa đi để làm chi? Để đừng có thêm rắc rối. Ngài tìm rồi, ngài tìm ra được người đệ tử rồi. Ngài không có cần phải bôn ba gì nữa cả, biết ai rồi. Nhưng mà bây giờ phải cần vài lần nữa để xác định. Cho nên khi mà kêu cái anh chàng đó vô gặp ngũ tổ, đối đáp vài câu biết chính là một cái người mà chúng là tôi đang muốn tìm. Thì mình nói hơi xa thôi. Giờ trở lại Quan Âm. Cái Phật Pháp là nó vậy đó. Cái này nó dính tới cái kia, nó kia nó dính tới cái nọ. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đừng có mắc kẹt cái hình tướng. Hình tướng chỉ là một biểu tượng. Thí dụ như tại sao Đức Quan Âm qua tới Việt Nam, Trung Quốc lại qua người nữ mà không qua là tướng nam? Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ bi, mà lòng từ bi là nói đến một người mẹ. Vì vậy mà tạo dáng của một người nữ. Chứ bây giờ mà nếu người Ấn Độ mà họ không biết về Đức Quan Avalokiteshvara mà họ qua họ gặp Đức Quan Âm của Việt Nam mình này là họ nói mó đờ nào, chứ không phải là Avalokita. Mình hiểu như vậy. Cho nên bữa nào gặp Đức Quan Âm tướng nam, gặp Đức Quan Âm tướng nữ, không có gì. Tôi biết mà, tôi biết được cội nguồn tại sao Đức Quan Âm nữ, là vì đây là theo văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. Còn qua cái tướng kia, tướng phương phi của người nam, tôi biết vì đây là gốc tích từ cái gọi là thân tướng của một vị trong kinh điển Bắc Phạn. Khi mình hiểu được như vậy, tướng nam tướng nữ giờ nó không còn là cái vấn đề đối với mình nữa, mà là cái gì?
Quan trọng là hiểu được thánh hiệu Quan Âm là gì không. Quan trọng là mình hiểu được cái danh hiệu Quán Thế Âm là gì. Còn cái chuyện tướng gì đó không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu được Địa Tạng Bồ Tát là gì không. Còn Ngài có đổi mão hay không, không quan trọng. Rồi có rất nhiều người lại lầm Ngài Địa Tạng với Ngài Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, tại nghe chữ Tạng Tạng đó. Có một Phật tử này nhắn tin qua chùa, nói thầy cho con gửi lời cảm ơn thầy Địa Tạng. Vì nghe chùa có mấy ông Tạng Tạng đó. Bây giờ người ta, ta tạo gia hình, ta tạo một cái hình ảnh ngày gì? Ngày Huyền Trang đi thỉnh kinh. Đó là phim ảnh thì buộc lòng người ta phải tạo hình ảnh. Mà tạo hình ảnh thì bây giờ các ông thầy là đặc biệt là sao? Là mặc cái y đỏ, đội cái mão đó, cầm cái tích trưởng, nó mới bình thường. Nó phải khác dư hơn cái ông thầy mà bình thường mình thấy chứ. Đó là tạo hình ảnh mà. Cho nên mình bây giờ quan trọng là mình tới mình hỏi Ngài, dạ xin hỏi Ngài tên gì cho con biết con gọi, chứ mấy Ngài giống nhau quá. Vậy thì ở đây Quan Âm Địa Tạng là một biểu tượng để chúng ta tạo hình. Bây giờ căn cứ trên hiện tại, theo Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, chúng ta rất dễ nhìn Ngài Quan Âm và Ngài Địa Tạng. Riêng Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan theo câu hỏi thì sao phân biệt này? Thật ra mình cũng chẳng biết tướng của các ngài nữa. Bây giờ những hình ảnh quý vị thấy tượng này tượng kia của các ngài là toàn là mình tưởng tượng mình làm ra thôi. Nhưng mà để phân biệt Ngài A Nan và Ca Diếp, tại vì hai vị này là các chùa thường thờ đứng hầu Phật. Ngày xưa theo truyền thống Nam Tông á, là thờ Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà truyền thống Bắc Tông á, thì không thờ hai vị Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, mà thờ A Nan Ca Diếp. Tại sao? Tại vì theo như quan niệm của Việt Nam, của Trung Quốc, là Ngài Ca Diếp là vị đệ tử lớn ở trong cái hàng ngũ đệ tử của Đức Phật. Và Ngài là người được Đức Phật nhờ tiếp nối, lo cho giáo đoàn, lo cho chư tăng, lo cho tăng chúng sau khi Đức Phật mất. Cho nên các vị tạo Ngài Ca Diếp đứng bên. Còn Ngài A Nan thì quá dễ rồi. Tại sao? Tại vì Ngài A Nan là thị giả của Phật. Mà trong các vị thị giả của Đức Phật á, thì Ngài A Nan là người thị giả lâu năm nhất. Thưa đại chúng, là Ngài A Nan bắt đầu làm thị giả cho Đức Phật khi Đức Phật khoảng chừng 55 tuổi. Trước đó Ngài có thị giả như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà chưa cần thiết chính thức. Là vì sao? Vì Ngài có thể tự lo được. Nhưng đến khi Ngài ở cái tuổi hơn 50 thì chư tăng, các vị trưởng thượng đó, các vị sư huynh lớn mới thấy rằng Đức Phật đến tuổi này rồi thì phải cần có một người túc trực chăm sóc sức khỏe cho Ngài. Cho nên lúc đó mới họp lại coi coi ai là người lý tưởng để được tuyển chọn làm thị giả cho Phật. Thì lúc đó đại chúng mới chọn Ngài A Nan. Bởi vì Ngài A Nan nhỏ tuổi nhưng mà không quá nhỏ như Ngài La Hầu La, và cũng không quá lớn tuổi như các bậc kia. Và đồng thời Ngài A Nan sao? Tế nhị, cẩn thận, biết chăm sóc, biết hài hòa. Thí dụ như ai tới gặp Phật, Ngài không cho gặp, Ngài cũng không có nói mà để người ta buồn. Thí dụ tới gặp Phật nói, trời xin lỗi cô nha, Đức Thế Tôn mới đi thuyết pháp ở xóm kia mới về, Ngài mệt quá, thôi quý vị hoan hỷ cho Ngài nghỉ một chút. Ngài nói khéo để người ta chờ hoặc người ta lui, người ta không buồn. Còn mình giờ mình làm thị giả là mình có quyền, có oai thị giả lắm. Thành tử rồi mình nói hồi ông thầy ông không gặp được tới thị giả mà ông mất hết trơn Phật tử. Tại cái cách làm thị giả của mình. Cho nên người thị giả phải rất là khéo léo. Hôm nào mình sẽ học cái bài học làm thị giả, trong kinh, trong sách có để.
Giống như cô y tá, cái cô mà ngồi ngay cái đầu bàn mà lấy hồ sơ cho bệnh nhân, cho bác sĩ vậy đó. Cổ mà không dễ thương là ông bác sĩ mất khách hết. Ông ngồi ông ngáp rùi ở trong á. Mà ai phone vô xin hẹn đi bác sĩ nói đầy rồi. Hết giờ rồi, bác sĩ bận lắm. Tới hồi ta được gặp bác sĩ, nói trời ơi bác sĩ, ông bận dữ vậy hả ông? Nói dạ đâu có bận gì đâu. Tuần lễ nay con chưa có người khách nào vậy? Mất khách hết. Cho cái người ở bên ngoài, cái người thầy, cái người lớn ở trong, đôi khi người ta cũng vậy. Nhưng mà cái người mà nắm cái canh cái cửa đó đó, nhiều khi chịu không thấu. Tại ngài anh em ngài rất là dễ thương, cho nên chọn ngài. Vì bây giờ khi mà người ta tạc hai cái tượng của ngài anh em và ngài Ca Diếp á, làm sao để mình nhìn vô cái bộ tượng đó mình biết? Một, ngài Ca Diếp đứng một bên trái của Đức Phật và ngài da nhăn già lắm. Tại sao? Thứ nhất là ngài lớn tuổi, thứ hai là cái hạnh tu của ngài Ca Diếp là tu hạnh gì? Hạnh Đầu Đà, khổ hạnh đó. Vì vậy cho nên khi nói, khi tạc tượng ngài Ca Diếp là nhất định cái tượng da nhăn chân mày dài xuống, à, ông Ca Diếp đây. Còn ngược lại cái vị đứng một bên đó, mặt tròn trẻ đẹp, đó là ngài A Nan. Tại vì ngài A Nan rất là đẹp. Ngài A Nan đẹp đến mức độ á, ngài đẹp con mắt, ngài đẹp làn da, ngài đẹp cái môi, cái mũi. Mà cái làn da của ngài nó trắng mượt, mà đến mức độ là các người nữ mà nhìn thấy làn da của ngài mà còn phải động tâm. Cho nên Đức Phật á, ai cũng phải hở cánh tay nè, nhớ không? Hở cánh tay. Vậy mà ngài A Nan không được hở cánh tay. Đức Phật phải chế cho ngài A Nan một cái y để mà che cái vai. Và sau này chúng ta vẫn còn cái truyền thống gọi là học về cái y đó, gọi là y phú kiên. Kiên là vai, phú là che. Y đó gọi là y che vai. Bởi vì ngài A Nan đẹp quá. Và Đức Phật không có muốn các vị nữ đệ tử tới tiếp xúc rồi khởi cái tâm. Cho nên Đức Phật chế cái tấm vải đó cho ngài A Nan phủ lên vai, gọi là y phú kiên. Vậy thì bây giờ á, Pháp Hòa chỉ nói là cái vấn đề mà mình phân biệt các tượng, nhớ là hình tượng thôi. Và Việt Nam với Tàu là tượng vậy đó. Nhưng mà có thể qua tới Ấn Tích Lan, Miến Điện là khác rồi đó. Mà đúng vậy. Quý vị qua bên Tích Lan là quý vị sẽ thấy là ngày một ngày A Nan sẽ được tạc với cái dáng vẻ khác. Nội cái ngày Sivali thôi, Sivali. À, Phật giáo Việt Nam thì không có, chứ Phật giáo Miến Điện nè, Tích Lan, Thái Lan nè, Lào rồi các vị đó thờ ngài Sivali nhiều lắm. Tại vì ngài Sivali là trong các vị đệ tử lớn á, thì ngài Sivali được mệnh danh là vị tôn giả tài lộc số 1. Chúng ta có 10 vị đệ tử lớn, đúng không? À, số 1 là ngài về giải không là Tu Bồ Đề, số 1 về Thiên Nhãn là ngài A Na Luật, số 1 về Mật Hạnh là ngài La Hầu La, vân vân. Thì ngài Sivali số 1 về phước lộc. Vì đó là cái phước của ngài. Vì vậy cho nên bên truyền thống Nam Tông là các chùa hay thờ tượng của ngài Sivali. Mà nó đặc biệt cái là quý vị đi qua mấy cái nước, mỗi một nước tạo ngài Sivali một cách khác nhau. Mà qua Thái Lan là biết liền. Tại sao biết không? Ăn mặc giống Thái Lan lắm. Quấn cổ cái y rồi cầm cây dù rồi vậy đó. Bây giờ ngài Sivali qua tới Việt Nam rồi. Các chùa Việt Nam, các cái người mà ta tạc tượng ngài Sivali, bây giờ ngài Sivali nhìn y như là một vị ni vậy đó. Đầu tròn rồi đẹp, chân mày rồi đẹp lắm. Mà phải để dưới ngài Sivali. Mà tại vì ngài có cái bình bát, nhờ ngài ôm cái bình bát đó, ngài đưa tay ngài vô như vậy nè, phải không? Mới biết là ngài Sivali đó. Chung thôi tưởng là ni trưởng Kiều Đàm Di. Cho quý vị nhớ là tất cả các cái tượng nó là vậy thôi. Và Pháp Hòa nói là nói theo cái hình tướng của người Việt Nam mình đó.
Còn qua tới các nước khác là nó thay đổi. Vì vậy cho nên á, mình đừng có dính vô một cái tướng nào. Thì trong cái phạm vi truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta tưởng quán những hình ảnh theo cái mà chúng ta đã thường thấy thôi, là linh rồi. Nó linh ở cái chỗ là cái tâm chúng ta, chứ còn nói cái đó thật không, nó không thật. Nó không thật. Mỗi một đất nước là nó đã thay đổi rồi. Ngay cả quý vị tụng kinh thấy không, cũng là bản kinh chú Đại Bi tiếng Việt thôi mà cách phát âm đã khác nhau rồi. Ví dụ ở trong này mình đọc là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi đó. Ngoài Bắc hồi xưa đọc là Thiên Thủ Thiên Nhẫn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Ra, Nam Mô A Dĩ Ra Bà Lô. Có chỗ thì để là A Lị Gia, A Rỉ Gia, A Lợi Gia, vân vân. Thành ra một cái, chỉ một bài kinh ngắn là cách phép phiên âm nó đã khác. Thì cái vấn đề ở đây là cái nội lực của chúng ta, từ trong tâm chúng ta hành trì như thế nào. Nghi thức sám hối, các bài sám tu viện tụng có nằm ở trên website không? Dạ có. Những cái bài gì mà hôm nay chúng ta tụng trực tiếp livestream cho đại chúng đều có để trên website của chùa hết. Quý vị có thể download xuống. Vì con đang đi học không có nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày dành ra ít phút để thắp nhang lại Phật. Nhưng những lúc con bận, buổi tối sau khi học bài cầu nguyện tại phòng riêng con, phòng riêng con mà con mặc đồ ngắn. Vì buổi tối ở Việt Nam mặc đồ ngắn ngủ cho mát. Có được không? Có bất kính không? Này chắc còn nhỏ. Thì thật ra đó, nó có hai loại đồ ngắn. Ví dụ như mình không có áo tràng mình mặc. Mình mặc đồ ngắn nghĩa là những cái áo sơ mi, là áo thun, hay là mình mặc quần dài. Cái đó cũng là một hình thức đồ ngắn, chứ không phải đồ ngắn đó là đối với cái đồ dài này thì được. Nhưng mà con nếu mà nói đồ ngắn theo đạo hữu trong này mà nói đó, nghĩa là đồ mát đó. Đồ này không phải ngắn mà kêu đồ mát rồi thì không nên. Tại vì nếu mà mình đi vào một cái, dù mình ở trong phòng, mình chỉ ngồi trên cái bàn mình tụng kinh thôi. Cái chữ không nên đây là gì? Không phải là Phật bắt tội mình, nhưng mà khi chúng ta đọc những cái lời Phật dạy mà chúng ta trang nghiêm thân mình được một phần nào thì cái đó là cái phước của chúng ta. Thì trong đời kiếp nào chúng ta sinh ra, chúng ta cũng trang nghiêm cả hai mặt. Còn chúng ta không làm thì cũng đâu có gì đâu, Phật không có bắt tội gì mình. Nhưng mình khi tâm thiếu sự kính trọng, tâm mình chưa đủ, thân mình chưa đủ trang nghiêm, thì tự nhiên mình bị giảm cái việc đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như hôm nào mình đi apply một cái công việc, một cái job, mặc dù cái job là chính, ăn mặc mình chỉ là phụ thôi, nhưng mà thật sự người ta có nhận mình hay không á, người ta chưa biết khả năng mình, nhưng mà ta nhận gì trước? Cái cách ăn mặc của mình. Trời đất ơi, anh vô anh xin việc mà anh mặc cái quần xà lỏn, mặc cái áo thun. Ở đây người ta không có quan trọng, nhưng trên thực tế công ty nó nhìn vào cái bộ đồ mình mà để nó đánh giá được mình có nghiêm túc trong công việc không. Mình đi xin việc mà. Thậm chí mình đưa vô một cái resume, bây giờ thì send email rồi, chứ ngày xưa là mình phải viết cái lý lịch của mình đó. Ở đây hay kêu là cái resume đó. Mà nếu mình đánh một cái nội dung resume mà không có bài bản đó, chưa chắc mình được việc. Tại vì người ta nhìn vô cái resume, cái cách trình bày cái resume của mình. Cho nên ở đây mình đi học đó, là thế nào trong high school cũng phải có một cái lớp mà dạy mình về những cái cách mình trình bày một cái văn bản hành chánh, để cho người ta nhìn vô cái văn bản hành chánh của mình, mà cái văn bản mà mình trình bày về lý lịch của mình nó mạch lạc như thế nào, nó rõ ràng như thế nào. Rồi qua trang thứ hai mình đánh như thế nào, ta nhìn vô những cái ti đó là người ta hiểu được cái chất lượng của mình.
Cho nên ở đây cũng thế, Pháp nói rồi mình nói thêm chút. Ví dụ như bây giờ kinh sách, nó là một quyển sách thôi mà. Như bây giờ mình nói đơn giản, thí dụ mình đọc cuốn sách đó, mình không có kính trọng cuốn sách đó, mình vứt tùm lum đi, mai mốt mình cần mình kiếm ra không? Không, tại mình đâu có nhớ nó đâu. Nhưng nếu mình đọc xong một cuốn sách đó rồi á, mình trân trọng, mình cất nó vào một cái góc tủ nào đó, mai mốt cần á, tới đó lấy ra liền. Cũng như thế, nếu chúng ta không tôn trọng, nghĩa là chúng ta vứt, mà vứt đi lung tung nghĩa là không tôn trọng. Mà không tôn trọng là nó biểu lộ sự kết duyên giữa mình về cái đó. Nó không có đọc, nó không nhớ. Nó rất là thực tế, chứ không có cái gì gọi là linh thiêng hay là thánh thần gì trong đó cả. Rất thực tế. Cái gì chúng ta tôn trọng, cái đó nó mới tồn. Pháp Hòa ví dụ như một lời nói của ai đó mà mình quý trọng coi, nhớ không quên. Một lời nói người nào mình coi không ra gì coi, đứng dậy là mình đã quên rồi. Thì cái cuộc sống này cũng vậy. Những cái lời lẽ của các vị thánh hiền mà nếu chúng ta trân trọng, chúng ta ghi chép, chúng ta cất ở đâu đó, bất cứ lúc nào cần móc ra cái là có liền. Còn mình mà đụng đâu vất đó, đụng đâu vất đó, tới hồi muốn nhớ cái đó nhớ không ra. Cho nên sách vở có quà ở trong phòng đó, có quà ai vô mượn là phải đích thân mình đi lấy, rồi mình để, tại mình nhớ một cái kho sách vậy đó, mà mình nhớ cuốn nó nằm ở đâu. Mà mỗi lần mà cuốn sách nào mà mới mà về đó ha, là mình lượt một vòng cái đã, rồi mình coi cái mục nào mà nó hấp dẫn nhất đọc. Hoặc là cái cuốn này có những cái tài liệu mình thích nè, là nhớ cái cuốn đó, rồi là cất vào đó, mai mốt đang giảng cái mục gì đó mà cần nó đi vô đó lấy ra. Cho nên hôm trước ha, lúc mà giảng bộ Kim Quang Minh, Pháp Hòa nhớ Tây Thiên đó, cuốn kinh nó nằm ở đâu, phone lên nói thầy Đức Tạng đi lấy là trung phong à. Nhớ. Nhưng khi mình nhớ như vậy rồi là mình cần cuốn kinh nào là mình lấy ra hết. Thì ở đây cũng vậy, thật sự mình mặc đồ ngắn rồi cũng được, nhưng mà cái đồ này nó thuộc về đồ ngủ, đồ mát rồi, thì mình nên trước khi mình thay đồ này ra để đi ngủ thì áo sơ mi cũng được, quần dài cũng được. Cái chữ ngắn đây là ngắn trong nghiêm túc, chứ không phải cái kiểu ngắn mà hở hang như là một bộ đồ ngủ của mình thì không nên. Không phải là mình có tội, nhưng mà ngay đó cái phước mà xử lý của mình nó không được viên dung. Lý là mình đọc kinh là tốt rồi đó, thành tâm rồi đó, nhưng mà cái sự là cái thân tướng nó không đủ. Vậy thì khi mai mốt mà mình có cái phước đi nữa nó cũng hụt. Hiểu ý không? Thành ra cái gì mình làm đó, thí dụ như bây giờ cái chai mà nó chỉ cần thiếu cái nắp thôi, tự nhiên cái chai này nó mất giá trị rồi. Cái chai phải luôn có cái nắp thì nó thành bổ. Người ta có muốn xin người ta cũng thích nữa, tại có đủ luôn cả chai cả nắp. Cuộc đời là nó vậy, thì chúng ta cũng thế đó. Ví dụ cái mặt của mình gì cũng đẹp đó, tự nhiên miss cái gì đó là tự nhiên xấu rồi. Thì chúng ta làm thành tâm là một việc, nhưng sự tướng cũng cần. Không? Miễn con có lòng con nói với mẹ được rồi, nhưng mà mình nói nghe không được thì mẹ cũng buồn vậy. Mặc dù cái ý mình không xấu, nhưng mà lời lẽ của mình nghe nó không thông. Thật, cuộc đời là nó vậy. Cho nên làm cái gì nó cũng phải xử lý nó viên dung, hình thức nội dung phải đầy đủ, thế mới gọi là viên âm. Phật giáo có tam tạng kinh điển, xin thầy vui lòng giải thích. Một câu này nữa mình ngưng ha, hết giờ. Thưa, tam tạng kinh điển là ba bộ thánh giáo của đạo Phật, thánh điển của đạo Phật. Thứ nhất là kinh tạng, thứ hai là luật tạng, thứ ba là luận tạng. Kinh là gom những lời Phật nói, những lời Phật dạy gọi là kinh tạng. Luật là những giới luật cho từ cư sĩ cho đến người xuất gia, giới lớn giới nhỏ, tất cả những chi tiết liên quan đến giới luật thì nằm ở trong luật tạng. Còn luận tạng tức là cái bộ chú giải, giải thích về kinh,
giải thích về luật nó nằm ở trong luận tạng. Vậy thì cái thời của Đức Phật á là kinh tạng, luật tạng. Và sau này chư tổ á mới dựa vào lời kinh và luật mới chú thích để giải thích cho mình hiểu cái đó là cái gì, thành ra một tạng gọi là Tam Tạng. Chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Đã nói là kinh luật luận thì tại sao không gọi là Tam Tạng Luật Điển hay Tam Tạng Luận Điển mà gọi là Tam Tạng Kinh Điển? Bởi vì kinh chiếm phần lớn ở trong ba bộ này. Thí dụ bộ này 100 quyển mà kinh là chiếm hơn 50 quyển rồi. Và kinh chính là lời đích thực của Đức Phật, cho nên gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Mà một vị nào mà thông thạo kinh luật luận, chúng ta gọi là gì? Tam Tạng Pháp Sư. Một vị Pháp Sư, một vị Thầy mà thông hiểu cả kinh, cả luật và cả luận, cho nên chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bây giờ quý vị dở mấy quyển kinh ra, quý vị sẽ thấy Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Dịch, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Dịch. Việt Nam mình đó, thí dụ mình để là Tam Tạng Pháp Sư Thích Trí Tịnh Dịch, Tam Tạng Pháp Sư Thích Thiện Siêu Dịch. Nếu mình muốn để cho quý Hòa Thượng Việt Nam mình cũng để được vậy đó. Bởi vì quý Ngài là những bậc thông cả kinh luật luận. Khi mà các quý Ngài dịch kinh, dịch luật, dịch luận là quý Ngài đều thông thạo những cái bộ đó, cho nên các Ngài dịch rất là hay. Cái thứ hai là căn cứ vào đâu thiền trong Tung Hoa xác nhận về sau Phật nhập Niết Bàn, Phật truyền trao cho Maha Ca Diếp là vị tổ thứ nhất, trong khi A Nan xác nhận Phật không truyền tổ cho bất cứ ai, chỉ nương vào giáo pháp mà thực hành. Thì thưa đại chúng, là đã nói là thiền tông Trung Hoa, nghĩa là mình xác định là này không phải chính thống thời Phật. Thì cái đó không phải là cái chuyện để chúng ta tranh cãi, hay là cái cũng không phải là chúng ta nói ồ có truyền cho Ngài Ca Diếp hay không. Nhưng mình chỉ căn cứ trên lịch sử một chút là như thế này. Khi mà Đức Phật, cho dù Đức Phật có nói rằng Ngài Ca Diếp sẽ là người kế thừa cho Đức Phật, cái chữ kế thừa đó nó không có cái gì gọi là quy mô, mà chỉ có cái ý là Ngài Ca Diếp là một vị đại đệ tử, một vị trưởng lão trong các vị tôn túc thời đó, thì sẽ thay thế cho Đức Phật. Bây giờ quý vị nghĩ, quý vị nhớ là khi Đức Phật mất, Ngài Mục Kiền Liên đã mất, Ngài Xá Lợi Phất đã mất, trong giáo đoàn chỉ còn lại có Ngài U Ba Ly, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, những vị mà chúng ta thấy thường gần gũi trong kinh. Thì Ngài Ca Diếp lúc đó mới nghe một cái người tỳ kheo vui mừng khi nghe tin Đức Phật qua đời. Rồi Pháp Hòa không dùng cái từ là Đức Phật nhập diệt gì đó, sợ nhiều Phật tử ta không hiểu cái ý mình nói. Thì khi mà Đức Phật mất rồi thì các vị kia khóc lóc. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, con mắt của trời người đã tắt. Thì có một vị tỳ kheo: trời đất ơi, thầy của mình ổng mất thì mình khỏe quá, tại vì không còn ai kèm kẹp mình, không còn ai bắt mình phải làm này làm kia nữa, vui quá trời mà có cái gì mà phải buồn. Ngài Ca Diếp nghe như vậy, cho nên tự Ngài Ca Diếp cũng thấy sao? Thấy cái bổn phận của mình là một người huynh lớn, một đại đệ tử, phải có trách nhiệm làm sao giữ lại cái mạng mạch này. Cho nên trong vòng 100 ngày sau khi Đức Phật mất, Ngài triệu hết tất cả các vị tăng, các vị thánh tăng thời đó để mà trùng tuyên lời Phật. Và lúc đó đâu có giấy viết, đâu có gì đâu. Thì Ngài mới mời các vị vô, nói bây giờ mình phải ôn lại lời Phật. Thì vị này lên nói kinh, vị này lên nói này kia. Duy cái vấn đề luật giới,
Riêng vấn đề luật giới, ngài U Bà Ly phải leo lên cái pháp tòa đó mà nói tới 80 lần, nói đi nói lại cái bộ luật đó 80 lần để cho tất cả ghi đậm những cái gì Phật dạy. Cho nên bộ luật đó được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Bát Thập Tụng là 80 lần đọc tụng, repeat 80 lần. Và sau này các cái bộ luật như là Maha Tăng Kỳ hay là Tứ Phần, Ngũ Phần vân vân đều nương dựa vào cái bộ luật 80 lần tụng này mà chia chẻ ra. Chứ thời trước đó, và ngài Ca Diếp tuyên bố không ai được quyền thay đổi một lời, một chữ nào ở trong bộ luật này. Và cái bộ luật đó được duy trì hơn 100 năm. Chư Tăng giữ cái giới luật mà đúng theo cái tinh thần của Bát Thập Tụng Luật 100 năm hơn. Rồi sau đó các ngài có những cái thay đổi. Vì sao? Vì tùy theo quốc độ, tùy theo mọi thứ mà các ngài chia ra. Bởi vì mục đích của giới luật là gì? Là để bảo hộ cho chư Tăng. Mà có những khi chư Tăng sống ở mỗi quốc một hoàn cảnh khác thì giới luật này phải được du di một phần nào đó để làm sao thúc liễm được chư Tăng. Ví dụ như hiện tại đời bây giờ đây nè, trong luật nguyên thủy Phật giáo là bản gốc là không có vấn đề xài internet, không có vấn đề xài phone. Thì buộc lòng chư tôn đức hiện đại phải có những cái giới luật nào đó đưa vào trong cái vấn đề này để làm sao bảo hộ được chư Tăng trẻ thời đại khi mà đang sống ở một cái quốc độ mà cái internet nó quá dễ dàng. Thì nếu mà không có một cái gì đó nói lên, thí dụ như bây giờ ôi nói thì nói chứ mấy ổng cũng nói vậy sao được. Thí dụ giờ 10 người mà kiếm được 1-2 thì cũng đỡ, mà nếu không có thì người ta sẽ nói tôi đâu có nghe nói. Còn có thì người ta cũng biết, người ta căn cứ vào đó mà người ta làm. Vậy cho nên cho dù Đức Phật có truyền cho ai đi nữa, cái thủy chung cái quan trọng là chúng ta vẫn phải dựa vào cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thực tập, chúng ta sống. Ngay cả khi Đức Phật còn mà, Đức Phật cũng nói mà, các thầy phải nương tựa hải đảo tự thân, các thầy phải nương tựa hải đảo chánh pháp, còn Như Lai thủy chung cũng phải ra đi như bao nhiêu người khác. Còn cái vấn đề mà ngài Ca Diếp truyền, thí dụ như có nói ra đi cũng không sao, vì cái vấn đề là thầy mất thì phải có người tiếp nối. Cái đó là một cái hệ thống. Nói để làm gì? Nói để người sau có một cái hệ thống. Mặc dù trước kia có thể nó không có, nhưng mà sau này các ngài đưa ra theo thứ lớp để có một cái hệ thống. Rồi người kia biết làm cái gì, người kia là ai, đang lãnh đạo một cái gì. Bằng chứng là ngay bây giờ trong Phật giáo chúng ta đây, những bậc trưởng thượng mất rồi mới nhờ vả là một cái vị khác lo. Mặc dù gì đó có thể không lo được gì, nhưng mà nếu không có một người mà được chỉ định thì ở dưới này mình không biết ai để mình có một cái người để mà mình nương vào. Có phải vậy không? Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa còn đây thì tất cả đại chúng cái gì cũng nương Pháp Hòa. Như ví dụ bây giờ Pháp Hòa lỡ đi đâu 3 tháng, 4 tháng đi, Pháp Hòa phải kiếm thầy ra qua nói chứ. Giờ thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thế Pháp Hòa nha, quý vị ở đây có gì lên tìm hay thầy giúp. Thì cái người sao mà có đặt một vấn đề đi nữa thì cái điều đó nó cũng chỉ để là một cái hệ thống để cho nó có trước sau, và để cho mọi người biết đi theo cái quá trình làm việc đó. Nhưng mà khi Đức Phật mất thì đương nhiên, dù Đức Phật không nói nhưng mà tự mình phải thấy cái trách nhiệm của mình, phải không? Ví dụ bây giờ Pháp Hòa bữa nào đột xuất đi vắng đi thì mấy thầy quý cô phải tự thấy trách nhiệm của mình ở đây mà đứng ra lo một công việc gì đó khi hữu sự. Cho nên hỏi là căn cứ vào đâu thì mình làm sao nói đó. Còn cái vấn đề mà chúng ta đừng có bài xích cái vấn đề là đặt một câu chuyện, cái gì nó cũng phải có cái tích nó mới dịch nên tuồng. Khi nói một vấn đề gì phải có một nguyên do. Thí dụ như chuyện trăm trứng trăm con của người Việt Nam mình,
câu chuyện mẹ Âu Cơ, phải không? Đó là một câu chuyện nói về dân tộc Việt Nam. Mà nó căn cứ vào đâu để nói câu chuyện đó? Làm sao chứng minh rằng bà Âu Cơ sanh ra 100 cái trứng, rồi 50 con dẫn lên rừng, 50 con đưa xuống biển, vân vân. Thì cái mà nó quá xa xôi. Và bây giờ chúng ta, các tổ sau này, dù các ngài có đặt để một cái số câu chuyện đưa vào cái lịch sử đi nữa, chẳng qua là muốn cho nó có một cái hệ thống truyền thừa, vậy thôi. Cũng giống như bây giờ á, cái thời nguyên thủy của Phật á, Phật không có cái vấn đề là truyền kệ, rồi hết đời đệ tử đặt chữ, hết đệ tử, đâu có chuyện đó đâu. Nhưng mà khi Phật giáo truyền tới Trung Hoa, Phật giáo truyền sang Việt Nam, thì mình bắt đầu có cái chuyện gọi là đặt truyền kệ cho đệ tử. Phật giáo á, mấy cái đó nó có thể nó uyển chuyển để làm gì? Để giữ cái hệ thống. Có thể thời trước không cần là sao? Tại vì cái ý thức đó. Pháp Hòa ví dụ như hồi nhỏ nè, ví dụ quý cô quý chú nè, ba má cũng đâu bao giờ nói lớn lên con nhớ theo đạo nghe con, đâu nói đâu. Tại vì sao? Vì cái ý thức của chúng ta rất là cao. Chúng ta vẫn biết rằng cha mẹ mình có truyền thống Phật giáo. Dù chúng ta sanh ở nước ngoài, sống ở nước ngoài, nhưng chúng ta không bỏ được cái truyền thống đó. Đó là mình. Nhưng mà tới đời con mình được không? Trời ơi, nói rỉ rả nó còn chưa làm nữa, chứ đừng nói là bỏ phế. Nó buộc lòng phải bắt đầu, phải lập ra một cái hệ thống. À, trên là vậy, dưới là vậy. Giống như bây giờ Pháp Hòa là bắt đầu làm từ từ đó. Bây giờ những cái nghi thức cúng quải, những cái gì mà liên hệ tới đời sống tâm linh, Pháp Hòa phải viết, Pháp Hòa phải nhắc lại các thầy. Mình đâu biết mình đi lúc nào. Bây giờ nếu như mình không có đặt một cái, một mình thông thành một cái hệ thống vậy, các người sao không biết cái gì mà làm. Thí dụ bây giờ trong năm giới, nói giới nào trước cũng được hết á. Nhưng mà bây giờ nói 1, 2, 3, 4, 5 thì bốt buộc phải có cái số 1 thì mới đến cái số 2, mới tới số 5 được. Chứ giờ nói không có số, nói là sao? Hỏi vậy cái này quan trọng nhất hả? Không phải. Cái vấn đề là tại chúng ta nói 5 thì chúng ta phải nói 1 là gì, 2 là gì, thế thôi. Trong cuộc sống này cũng vậy. Khi chúng ta nói cái gì đó, đôi khi chú giới định tuệ, bộ giới phải trước sao? Không, tuệ cũng được nữa, định cũng được nữa. Nhưng mà bởi vì nó là 3 thì phải nói 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì. Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Thì nó tóm lại á, là đứng trên phương diện lịch sử thì Ngài Ca Diếp thấy được cái sự bệ rạc của chư tăng ngay khi Đức Phật mất thôi, chứ đừng nói là lâu nữa. Thì cái chuyện mà chư tổ về sau các ngài đưa vào một cái hệ thống rồi đặt thành những vấn đề gì đó, cũng đừng, chúng ta đừng có phàn nàn chi cái chuyện đó, mà mình phải hiểu được cái tâm ý của các ngài. Chẳng qua là muốn gì? Muốn giữ tất cả đi vào một cái khuôn khổ. Cho nên mình hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy trân quý những gì mà tổ tiên chúng ta làm đó. Ngày xưa ông bà mình không quy định một số những vấn đề thì ngày nay mình cũng chẳng biết làm gì. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái cội nguồn của cái việc lúc đó, thì sau này chúng ta có giảm chúng ta cũng không lỗi. Và chúng ta có giữ cũng không phải là chúng ta có hiếu, phải không? Mà chúng ta sao có đủ hoàn cảnh để làm chuyện đó thôi, chứ không phải là chúng ta bất hiếu mà chúng ta bỏ, hay là chúng ta gọi là chí hiếu mà chúng ta giữ. Tại hoàn cảnh cho phép. Ví dụ như giờ có những người, người ta để tang ở Việt Nam ngày xưa là 3 năm, bây giờ hoàn cảnh không cho phép thì 49 ngày. Cái vấn đề là có để tang và giữ được một cái hình ảnh gì đó trong cái tang lễ của truyền thống Việt Nam. Không phải người giữ 3 năm kêu là hiếu, không phải là người vừa, nhưng mà hoàn cảnh của người ta, mình phải hiểu hoàn cảnh của người ta thì mình mới nói được vấn đề. Đạo Phật phải như vậy. Đạo Phật đến đi đến đâu và làm gì cũng hiểu được cái hoàn cảnh của người ta để mà dung nhiếp, để mà tăng hay giảm hay như thế nào đó. Nếu chúng ta hiểu được đạo Phật như vậy, chúng ta sống được với đạo Phật như vậy, thì chúng ta mới thật là hiểu đạo Phật tin tưởng.
Còn mình ôm một cái khuôn, đi tới đâu cũng chầm cái khuôn đó, người nào dư chặt bỏ bớt, người nào không đủ kéo cho nó ra. Cũng giống như trong câu chuyện của cái ông đó, một cái nhóm tên cướp, nó đặt một cái giường ngay ở bên cái góc rừng đó. Bất cứ người nào đi ngang nó biểu lên nằm giường đó, đứa nào dài hơn cái giường nó chặt bỏ bớt, còn người nào mà ngắn quá không đủ nó kéo cho dài. Như thầy mà lên nằm là chắc nó kéo ra rồi đó. Thầy Đức Tạng mà lên nằm là nó chặt bớt. Cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nói lên đó, nhiều khi mình nó có một cái giường, một cái khuôn, rồi mình bắt mọi người phải đúng cái khuôn của mình. Ai dài thì mình chặt, ai ngắn thì mình kéo. Thành ra mình làm khổ hết mọi người mà mình không, mà cuối cùng người nào cũng chết với mình hết đó. Kéo ra nó giãn đứt chết làm sao, cũng đâu có sống nổi. Còn đứa mà nó ngắn quá, nó dài quá, chặt bớt rồi nó cũng cục tay cục chân làm sao. Cho nên cuối cùng á, mình muốn người ta vừa cái khuôn mình, nhưng mà vừa để làm gì? Để rồi người ta chết trong cái khuôn của mình. Đó là cái mà chúng ta cần phải để ý cái chuyện đó. Thôi tối nay Pháp Hòa chỉ chia sẻ chút vậy thôi. Thì cảm ơn đại chúng cho Pháp Hòa có cơ hội để chia sẻ với đại chúng về sự tu tập. Thì có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Thì có một cái câu hỏi yêu cầu là: hôm nay ngày Mother's Day, thầy hát tặng mẹ một bài được không? Thôi xin cảm ơn đại chúng một lần nữa, chúc đại chúng có một ngày lễ mẹ thật là bình an. Và xin gặp lại quý vị tối ngày mai. Chúng ta chỉ tụng kinh vào mỗi tối 7:30. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.